sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lương. Trong hang Bethlehem, ánh sáng của làng tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát dâng ca. Ê Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta, người hỡi. Xin khó khăn thấm hè, đưa đèn mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Lời hằng bê lên thiên thần sướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Trong hằng bê lên ánh sáng tỏa lan tưng mừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát dâng ca. Ê Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta, người hỡi đến xem. Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấm hè, người đem mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than, nơi hàng bê lên mùng đồng xung quanh, ca hát vang lừng bên yêu chân sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi băng lương. Trong hang Bethlehem, ánh sáng của làng tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát dâng ca. Ê Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta, người hỡi. Xin khó khăn thấm hè, nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem huy hoàng ánh sao, đưa lối ba vua phương đông lên trầu. Trong hang Bethlehem, ánh sáng của làng tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát dâng ca. Ê Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta, người hỡi đến xem. Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấm hè, nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ân phúc sống cho muôn dân lầm than, nơi hàng bê lên ta quỳ thiên tha. Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa, xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa. Quý vị, đêm nhạc hội mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề Cùng về Bethlehem đã khép lại. Chúng con xin cảm ơn sự tham dự của quý khách và bạn bè gần xa. Để có được thành công trong đêm nhạc hội hôm nay, chúng con xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, khích lệ của Cha Quản sứ, Hội đồng Mục vụ Giáo sứ, các giáo họ và các đoàn ngành bàn thể. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ vô vị lợi của ông Đặng Hoa cùng anh chị em tổ thự, gia đình anh chị Trúc Hải, gia đình bà Liệu và chị Kỳ, nhà may Minh Nhân, nhà may Đức Lành, gia đình ông bà Nghiêm Hiệu và công ty Trịnh Sự Kiện. Chúng con cũng xin cảm ơn xưởng cơ khí của anh Cao Cần, cửa hàng điện tử Thủy Năng, xưởng cơ khí anh Ánh chị Mai.
Chúng con cũng xin cảm ơn nhà mạng Viettel Nghệ An đã hỗ trợ đường truyền Internet trong đêm nhạc hội Giáng sinh từ nhiều năm nay. Chúng con xin hết lòng cảm ơn các công ty, các doanh nghiệp trong giáo xứ cùng quý vị ân nhân xa gần đã rộng lòng ủng hộ về vật chất và tinh thần suốt thời gian qua để chúng con có thể thực hiện tốt chương trình này. Chương trình được thực hiện bởi tập thể anh chị em ca đoàn Cecilia Giáo xứ Nghi Lộc với sự công tác của giới trẻ, huynh trưởng và chi hội Teresa. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị có một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại!